đến với chương trình Điểm đến ngày nay. Quý vị khán giả thân mến, Điểm đến ngày nay là một chương trình phóng sự thực tế giới thiệu về các điểm tham quan du lịch, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các đặc sản, ngành nghề và văn hóa từng vùng miền, đưa các nhà cung cấp dịch vụ đến gần hơn với bạn xem đài trong cả nước. Kỳ này chúng ta sẽ cùng đến tham quan khu resort phức hợp Sealing City tại Mũi Né, Phan Thiết. Nào, chúng ta sẽ cùng đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây nhé. Mũi Né là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Phan Thiết, được rất nhiều người biết đến với những bờ cát trắng trải dài bất tận, nước biển trong xanh và hàng dừa cao vút. Đến Mũi Né, bạn không chỉ có tham quan ngắm cảnh mà còn có thể thưởng thức vô vàn những món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống, nơi bạn được thỏa sức vui đùa, hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng không khí yên bình và thơ mộng. Cùng đi dạo biển, vui chơi ngắm biển và cùng chơi các trò chơi thể thao dưới nước. Sealing City sở hữu vị trí lý tưởng với thiết kế mở, sang trọng và lạc ngay trên ngọn đồi với mênh mông gần sóng cỏ xanh, là nơi duy nhất có tầm nhìn bao quát vịnh Mũi Né. Sealing City thực sự đem bạn hòa mình vào thiên nhiên trong một tổng thể kiến trúc độc đáo. Sealing City là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, là nơi nghỉ dưỡng và các dịch vụ cao cấp. Khu phức hợp Sealing City bao gồm khách sạn 5 sao Sealing Beach Hotel, biệt thự nghỉ dưỡng Sealing Villa, căn hộ cao cấp Ocean Vista, sân golf 18 lỗ Sealing Golf, lâu đài rượu vang lần đầu tiên tại Việt Nam RD Wise Castle. Sáng tạo từ ý tưởng tạo lập một không gian đương đại độc đáo, Sealing Beach Hotel được xây dựng với kiến trúc giật tầng, với nét duyên dáng trên ngọn đồi cao. Nhìn xa, trông thật hùng dũng như một con thuyền đang lướt đi giữa bạt ngàn những cơn sóng, uốn lượn giữa đại dương xanh thẳm. Sealing Beach Hotel. Bao gồm 188 phòng như Superior Bourview, Deluxe, Family Suite và phòng nguyên thủ, được thiết kế trang nhã, các thiết bị nội thất hiện đại tạo cảm giác ấn tượng khi nghỉ tại đây. Hồ bơi cạnh hotel được thiết kế theo kiểu tràn bờ, với các ghế tắm nắng được đặt ngay trên hồ nước, tạo cảm giác vô tận cho hồ bơi và đem biển lại thật gần cho du khách. Tại Chuchoba Spa, với không gian hài hòa đầy ấn tượng, tại đây du khách sẽ được thư giãn, được chăm sóc rất chuyên nghiệp với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm. Trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khu căn hộ cao cấp bên bờ biển Ocean Vista, một trong những điểm không thể bỏ lỡ tại đây, khi bạn có thể tận hưởng cuộc sống trong mơ tại khu căn hộ cao cấp gồm loại 1, 2 và 3 phòng ngủ, được thiết kế độc đáo trước biển. Ocean Vista nằm trên đồi cát tự nhiên trải dọc vịnh Mũi Né, mang lại tầm nhìn bất tận ra đại dương bao la, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta niềm hứng khởi mỗi ngày. Tại hội quán Ocean Vista với hai phòng hợp Lotus Meeting Room, Audio Meeting Room với sức chứa đến 300 khách, Sealing City
với đẳng cấp 5 sao, tự tin cung cấp đa dạng các loại phòng phù hợp với từng mục đích khác nhau. Với 6 phòng họp tại khách sạn Ceiling Beach Hotel mang tiêu chuẩn cao như 4 phòng họp cá nhân và phòng đại hội nghị có sức chứa lên đến 500 người. Tất cả các phòng họp đều được trang bị đầy đủ máy chiếu hiện đại, dàn âm thanh chuyên nghiệp để phục vụ cho những buổi họp và hội nghị quan trọng. Tại Ocean Vista, chúng ta chẳng phải bận tâm đi tìm một quán ăn hay nhà hàng hải sản. Nằm cạnh ngay căn hộ cao cấp Ocean Vista, hội quán Clubhouse Ocean Vista hiện diện như là trung tâm ăn uống hiện đại hoành tráng, sang trọng bậc nhất Mũi Né, Phan Thiết. Hội quán Clubhouse Ocean Vista sẽ mang đến cho bạn hương vị của các món hải sản xứ biển được chế biến công phu từ đôi bàn tay tài hoa của các vị đầu bếp với mức giá vô cùng phải chăng. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa dùng tiệc vừa ngắm nhìn cảnh biển đẹp đến nao lòng. Hội quán Ocean Vista đang chờ bạn đến khám phá. Ceiling Villa với diện tích có sân vườn rộng rãi, không gian riêng biệt là một sự lựa chọn tuyệt vời để đi du lịch cùng nhóm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời. Ceiling City với đẳng cấp 5 sao, cung cấp đa dạng các loại phòng phù hợp với từng mục đích khác nhau. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, lâu đài rượu vang Audi được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ điển, nằm trong quần thể resort nghỉ dưỡng 5 sao Ceiling City và đang là điểm đến du lịch mới nổi bật tại Mũi Né, Phan Thiết. Lâu đài còn là nơi diễn ra những sự kiện lớn như Hoa hậu Thế giới 2010, Hoa hậu Đại dương 2014. Lâu đài còn đặc biệt quan tâm đến các khách hàng của mình khi cho ra đời những dịch vụ vô cùng độc đáo, thích hợp với những buổi vui chơi, dã ngoại của bạn cùng với gia đình, bạn bè. Với dịch vụ câu cá giải trí mới tại đây cũng như nhà hàng chế biến tại chỗ được lâu đài chăm chút, nghiên cứu và đầu tư, bạn sẽ hoàn toàn bị ấn tượng với vị trí cảnh quan vô cùng tuyệt vời tại đây. Ceiling Golf and Country Club với 18 lỗ golf độc đáo được trao tặng danh hiệu sân golf trên đồi cát thử thách nhất châu Á, là một trong những sân golf đẳng cấp tại Việt Nam. Thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu chơi golf của du khách. Đây là địa điểm vui chơi lý tưởng khi đến tham quan tại Ceiling City. Cuộc sống hối hả, bộn bề, đôi khi khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như thế, hãy gác bỏ mọi lo toan, xách ba lô và đến với Ceiling City. Với vẻ đẹp độc đáo và lợi thế riêng biệt, Ceiling City sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời để bạn và những người thân yêu khi đã đặt chân đến đây, dù là lần đầu, cũng tìm được cảm giác thân thuộc chẳng muốn rời xa. Ceiling City, km 9, đường Nguyễn Thông, khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại 062 222 0088, website www.cleancity.com.